đầu tiên tôi xin phép được gửi lời chào và chúc sức khỏe giáo sư tiến sĩ khoa học giáo nhân dân Vũ Bình Giang và tất cả các quý đại biểu ngày hôm nay luôn luôn được khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công. Ngày càng có nghĩa, ngày càng tất nhất đối với xã hội chúng ta, xin trân trọng cảm ơn.